Sở Thế Giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị như thế nào và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn đăng ký tự chung bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin sức khỏe. Các bạn thân mến, đã có thuốc chữa COVID-19 đối phó được với các loại biến thể. Nhật Bản là nước đầu tiên thông qua loại thuốc điều trị COVID-19 có thể được sử dụng cho các bệnh nhân có các triệu chứng từ nhẹ cho tới vừa. Một hỗn hợp kháng thể do công ty dược phẩm Regenus có trụ sở tại Mỹ hợp tác với một hãng dược của Thụy Sĩ Roche phát triển đã được Bộ Y tế Nhật Bản thông qua khẩn ngày 19 tháng 7, mở ra cơ hội mới để ngăn chặn các ca COVID-19 trở nặng và giảm áp lực lên các cơ sở y tế. Loại thuốc điều trị này từng được cựu Tổng thống Trump sử dụng khi ông mắc COVID-19 vào năm ngoái. Đây cũng là thuốc được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông qua để sử dụng khẩn cấp vào tháng 11 năm 2020. Đây là một bước tiến lớn. Loại thuốc điều trị này sẽ chủ yếu được sử dụng cho các bệnh nhân phải nhập viện, những người có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Jarosia Tomura nhận định với báo giới. Loại thuốc trên bao gồm các kháng thể đơn phòng Caxistruma và Indomax gắn vào bề mặt của virus để ngăn nó nhân lên. Thuốc này cũng có thể sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19 mắc các bệnh nền hoặc là béo phì với những triệu chứng từ nhẹ cho tới trung bình. Loại thuốc này có thể được thông qua để sử dụng cho cả người trưởng thành và trẻ em từ 40kg trở lên. Loại thuốc mới được Nhật Bản thông qua cũng có hiệu quả trong việc đối phó với các biến thể COVID-19 như biến thể Delta, có khả năng lây nhiễm cao được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Việc phân phối loại thuốc này tới các cơ sở y tế được thực hiện vào ngày 20 tháng 7. Một cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy hỗn hợp kháng thể trên sẽ giúp giảm nguy cơ nhập viện và tử vong lên tới 70%. Ngoài ra, thì đợt thử nghiệm lâm sàng do Đại học Oxford tài trợ trên 10.000 bệnh nhân cũng cho thấy loại thuốc này làm giảm tỷ lệ tử vong và rút ngắn thời gian phải điều trị trong bệnh viện khoảng 4 ngày ở bệnh nhân trước đó không có kháng thể chống lại COVID-19. Các biện pháp điều trị sẵn có cho tới nay nhìn chung đều hướng tới một ca bệnh nặng. Vì thế, việc không thông qua các giải pháp cho những ca nhẹ và vừa sẽ đem tới nhiều lựa chọn chăm sóc y tế hơn. Tassis Turner, giáo sư tại trường đại học Simat cho hay, và ngăn ngừa các ca bệnh nhẹ trở nên tồi tệ hơn sẽ giúp giảm sức ép lên cơ sở y tế. Các bạn thân mến, nguy cơ xuất hiện siêu biến chủng nguy hiểm hơn cả Delta tại tâm dịch châu Á. Nhiều chuyên gia cảnh báo tình hình tại Indonesia đang tạo ra những điều kiện chín muồi cho sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới đáng lo ngại hơn cả Delta. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trên khắp thế giới đang cảnh báo về tốc độ quy mô của đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất ở Indonesia, tâm dịch của châu Á, có khả năng tạo ra một siêu biến chủng mới, thậm chí còn lây nhiễm và nguy hiểm hơn biến chủng Delta. Indonesia đã vượt Ấn Độ, Brazil, trở thành quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới. Làn sóng COVID-19 thứ 3 đã gây ra ảnh hưởng vô cùng tàn khốc tại Indonesia với những câu chuyện đau thương, chết chóc bao trùm khắp các mạng xã hội, nhiều gia đình tuyệt vọng khi không thể tìm được giường bệnh và bình oxy cho người thân khi bị mắc bệnh. Số ca qua đời do COVID-19 tại Indonesia đã phá kỷ lục 4 lần trong tuần này, với mức cao nhất ghi nhận hôm ngày 23 tháng 7 là 1.566 ca. Theo thống kê của World Matter, tính tới thời điểm hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc và hơn 80.500 ca qua đời. Số liệu của All Worlds in Data cho thấy tỷ lệ qua đời của Indonesia hiện cao gấp 3 lần so với mức trung bình trên toàn cầu. Ước tính gần 2.500 người đã chết trong khu vực cách ly hoặc ngoài các bệnh viện kể từ tháng 6 năm 2011. Nicky Spurman, chuyên gia dịch tại Indonesia nghiên cứu về các biến chủng SARS-CoV-2 tại Đại học RIS của Australia cho biết, các biến thể mới luôn xuất hiện ở những khu vực hay là quốc gia không thể kiểm soát được dịch. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, nếu như 5% số xét nghiệm cho kết quả dương tính, nghĩa là dịch đã vượt tầm kiểm soát, tại Indonesia con số này cao hơn 10% trong khoảng 16 tháng ở giai đoạn đầu của dịch và hiện giờ là trên 30%. Do vậy, rất có khả năng xuất hiện một biến chủng mới hoặc là siêu biến chủng ở Indonesia, ông Spokesman lưu ý. Ông Amin Sesbaria, giám đốc của Bệnh viện Ackerman, một tổ chức
Chính phủ, nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm cảnh báo, mặc dù chưa có biến thể mới nào xuất hiện tại Indonesia, nhưng nước này vẫn cần phải thận trọng. Với số ca mắc ngày càng tăng, chúng tôi không thể nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Quan trọng là phải quan sát kỹ lưỡng để phát hiện những biến thể mới ngay khi chúng vừa xuất hiện. Nguy cơ xuất hiện biến chủng cực nguy hiểm. Virus nó không ngừng thay đổi thông qua các đột biến trong chuỗi gen di truyền của chúng tạo ra biến thể mới. Tiến sĩ Davina Kuhner, chuyên gia bệnh viện truyền nhiễm, nhà dịch tễ học kiêm giảng viên của trường đại học David Gottfried nhận định, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang được phát hiện trên thế giới mỗi tuần, nhưng hầu hết đều đến và đi. Một số tồn tại nhưng không phổ biến. Một số gia tăng trong cộng đồng trong khoảng thời gian, sau đó biến mất. Thay đổi và tiến hóa là bản chất tự nhiên của virus chứa gen di truyền RNA. Chỉ khi biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm, tăng nguy cơ nhập viện hay là qua đời ở người và làm giảm hiệu quả của vaccine cũng như là các phương pháp điều trị, thì lúc đó WHO mới xếp chúng vào nhóm đáng lo ngại. Trên thế giới có 4 biến thể đáng lo ngại, gồm có biến thể Alpha, lần đầu tiên được xác định ở Anh, biến thể Beta xuất hiện từ Nam Phi, biến thể Delta lần đầu tiên xác định ở Ấn Độ và biến thể Gamma có nguồn gốc từ Brazil. Theo ông Amit Sasbrenio, trong 4 biến thể trên thì có tới 3 loại, trừ Gamma được phát hiện ở Indonesia. Indonesia hiện đã phát triển được khả năng chuẩn đoán nhanh để phát hiện các chủng mới trong một thời gian ngắn. Kể từ đầu năm đến nay, nước này đã giải trình từ hơn 3.000 chuỗi gen của virus, tăng gấp 10 lần so với số lượng 200-300 chuỗi trong năm 2020. Bài học kinh nghiệm từ Ấn Độ, giáo sư Andy Markov tại Bệnh viện Đo lường và Đánh giá Y tế Sutter lưu ý, càng nhiều ca mắc trong cộng đồng thì càng có nguy cơ cao xuất hiện biến thể mới. Chuyên gia này đã bày tỏ lo ngại về việc tổ chức lễ hội Isa Aha, một trong những lễ hội Hồi giáo quan trọng nhất của Indonesia, diễn ra từ 20 đến 23 tháng 7, cùng với các hoạt động bên lề. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã khuyến cáo người dân nên tổ chức lễ Isa Aha tại nhà và tuân thủ các quy định phòng COVID-19 nghiêm ngặt. Chính phủ cũng triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh trên khắp nước để thực hiện lệnh cấm đi lại. Tuy nhiên, ở Jakarta và những nơi khác, nhiều người vẫn tụ tập cầu nguyện bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo đã đóng cửa. Cảnh sát và quân đội tại cảng Kini Malas ở phía tây Bali cho biết hàng nghìn công nhân nhập cư vẫn chen nhau trên những chuyến phà đông đúc để trở về quê nhà ở Stava, tâm dịch của Indonesia. Robert Bolger, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại trường đại học E. Johns Hopkins cảnh báo, virus SARS-CoV-2 có khả năng đột biến thành một biến thể mới mỗi khi nó lây nhiễm cho một người mới. Vì thế, nguy cơ xuất hiện biến thể mới rất cao trong cộng đồng và ở những quốc gia có số ca mới cao nhất, trong đó có Indonesia. Nhưng việc dự đoán biến chủng nguy hiểm xuất hiện khi nào và ở đâu nằm ngoài khả năng hiện nay của các nhà khoa học. Khi bạn để một loại virus như SARS-CoV-2 có cơ hội lây lan, khả năng xuất hiện biến thể mới sẽ tăng lên. Indonesia nên rút kinh nghiệm từ bài học của Ấn Độ. Điều quan trọng nhất là phải gia tăng khả năng cung ứng oxy và công suất của bệnh viện. Có lẽ điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Đối mặt với những thực tế khắc nghiệt do dịch gây ra, Indonesia tích cực thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng để giảm tác động của đại dịch, song khó khăn về hậu cần, hạn chế về nguồn cung và tâm lý hoài nghi hiệu quả của vaccine đã cản trở mục tiêu đề ra. Nước này vẫn chưa giữ vững được cam kết thực hiện 400.000 xét nghiệm mỗi ngày, cũng như việc tăng cường truy vết các trường hợp tiếp xúc với những ca mắc COVID-19, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở mức trung bình là 28,7% trong tuần qua.